Minasan, ohayo. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Phi Tôn Chi của mình. Video tuần này thì sẽ về hành trình triển long an toàn hiệu quả tại nhà của mình chỉ trong vòng 4 tuần. Đây là một video không có chứa quảng cáo nha, hoàn toàn là trải nghiệm thực tế của mình về sản phẩm cũng như là mình đã từng chia sẻ trên TikTok và YouTube video short á, thì mình nhận được khá là nhiều sự quan tâm của mọi người về cái vấn đề này nên là mình đã quyết định làm một cái video dài để giới thiệu cũng như là chia sẻ cho mọi người về cái phương pháp mà mình đã dùng để chỉnh lông trong vòng 4 tuần, chỉ trong vòng 4 tuần thôi nha. Mình cũng đã từng đi spa bên Nhật và cái giá rất là cao luôn mọi người, mình không biết là ở Việt Nam bao nhiêu, nhưng mà gợi ý cho mình nhá là một cái gói là 5-6 lần là 10 triệu, nhưng mà nếu mà tính bây giờ theo cái giá mà tiền tệ của Nhật đó thì chắc là tầm 8-9 triệu gì đó, là 5-6 lần triệt xong rồi sẽ được thêm 2 lần miễn phí, nhưng mà người ta lại khuyên mình nhá là nên triệt 15-18 lần thì lúc đó thì mới hoàn toàn là sạch lông, mà cái gói đó thì sẽ tốn 27-30 triệu. Trời, mình nghe xong mình kêu trời ơi, nó quá là cao so với lại cái số tiền mà mình đi làm mình kiếm được luôn á. Nên là mình về nhà mình cũng đã có tìm hiểu qua thì mình thấy là không có bất kỳ phương pháp nào có thể chỉnh lông vĩnh viễn, tại vì á lông đóng vai trò rất là quan trọng trong cơ thể thì nó sẽ giúp bảo vệ da và điều hòa thân nhiệt, nên là nếu mà có chỉnh á thì nó sẽ tới một cái lúc nào đó thôi, xong rồi nó cũng sẽ mọc lại, xong rồi mình sẽ phải đổ tiền vào trong spa tiếp. Xong rồi mình nghĩ là vậy thì tại sao mình không tìm một cái phương pháp nào đó mà vừa tiết kiệm vừa an toàn mà còn hiệu quả mà mình có thể làm ngay tại nhà luôn. Đó thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người về cái cách làm của mình như thế nào. Ok, bây giờ thì mọi người hãy cùng trải nghiệm 4 tuần chỉnh lông với mình nha. Let's go. Đây là tình trạng lông của mình trước khi sử dụng. Đầu tiên á thì mình sẽ cạo lông trước nha. Đây là hai cái loại dao mà mình đã xài rất là nhiều luôn. Đầu tiên là em dao cạo nhà Kai này đây. Bình thường á thì mọi người xài dao cạo có hay bị xước da hay là chảy máu không? Nếu mà có thì mọi người thử xài em này đi nha. Không cần phải mua thêm bình xịt tạo bọt rồi mới cạo đâu. Xài mình em này thôi là ok lắm rồi. Em này á thì với thiết kế cổ dao linh hoạt giúp dễ dàng di chuyển mà còn có một cái lớp đệm ở bên dưới lưỡi dao nữa. Mà mình không biết là bằng một cái cách thần kỳ nào đó nha. Mặc dù có một lớp nhựa bên dưới rồi nhưng mà cạo vẫn cực sáp và không hề gây đau rát luôn. Với lại mình thấy bây giờ vẫn còn rất là nhiều người vẫn còn đang giữ cái thói quen mà cạo ngược chiều lông mọc và nghĩ là cạo như vậy thì sẽ sát da và sạch lông được, nhưng mà không nha. Mọi người phải bỏ cái ý nghĩ đó đi nghe. Cạo như vậy thì sẽ khiến cho lông bị mọc ngược và dễ bị xước da nữa. Mọi người nhớ là cạo lần lượt theo chiều lông mọc tới hết rồi mới bắt đầu kết lại bằng phải đường cạo ngược. Còn đây là em dao cạo chân ái thứ hai mà mình muốn giới thiệu với mọi người. Đây là em dao cạo nhà Stitch. Nhìn thì có vẻ thô và to con nhưng mà cái cán cầm rất là êm và chắc tay, cạo sát phần chân lông mà không gây đau rát hay chảy xước nha. Bên trong thì nó có cái cục xà phòng này chứa tinh chất nha đam nè, vitamin B5, vitamin E, nên là sau khi mà cạo xong thì sẽ không bị to lỗ chân lông hay là bị phim nang lông là lông mọc ngược đâu nha. Sau khi mà cạo xong thì mình sẽ bắt đầu đi chiết. Đây là tuần thứ nhất mình chiết. Sáng hôm sau, cái vùng mà mình chiết hôm qua thì nó sẽ bị châm chích ngứa. Trời ơi, mình bị hoảng loạn kinh khủng luôn á. Mình tưởng là bị dị ứng luôn á, nó đỏ hết cả cái vùng nó luôn. Xong rồi mình mới thử bôi một cái lớp gel lô hội lên thì thấy đỡ hơn hẳn. Cái cảm giác này thì nó sẽ kéo dài từ 2-3 ngày là sẽ hết. Và đây là kết quả sau một tuần chiết. Tốc độ lông mọc chậm hơn hẳn bình thường và lông có mọc nhú lên một ít. Tuần thứ hai chiết đó thì nó chỉ châm chích nhẹ thôi, mà có kinh nghiệm rồi nên là mình bôi kem dưỡng hoặc là bôi gel lô hội lên là hết. Tốc độ mọc chậm hơn đáng kể so với lại tuần đầu luôn và không còn thấy tình trạng lông bị mọc ngược nữa. Còn đây là tuần thứ ba. Trời ơi, Nobita hú hồn Suka luôn mọi người. Lông mọc giảm rõ rệt luôn á. Cái vùng này của mình sạch bong luôn nè. Còn cái vùng ở trên này á vẫn còn lấm chấm một ít đang nhú lên, nhưng mà nhìn xa thì không hề phát hiện ở đâu nha. Và đây là sau 4 tuần, quá nhanh quá nguy hiểm luôn đúng không mọi người? Như chưa hề có một cọng lông nào luôn. Sau 4 tuần á thì mình sẽ sử dụng cách đều 2 tuần một lần, rồi 3 tuần một lần, 1 tháng một lần để mà duy trì và kiểm soát tình trạng lông mọc lại. Khi mà lông tơ mọc lại á thì mình sẽ sử dụng thêm kem cạo lông phết của Nhật, vì trong em này có chứa lô hội nè, vitamin E nè, sẽ giúp làm mềm da và không gây viêm lỗ chân lông. Tiếp theo sẽ là nhân vật chính của video tuần này. Em này thì có tên gọi là Smooth Skin Perfect. Thiết kế sang lắm nha mọi người. Cái hộp cũng đẹp nữa nhưng mà mua lâu lắm rồi nên là mình để đâu cũng không nhớ nữa. Lịch trước mình săn sale ở bên Nhật đó thì chỉ có 6 triệu thôi, mà giá gốc của nó là 10-12 triệu lận đó. Mình thấy máy này cầm rất là chắc tay. Ở phía trên thì sẽ có mức chế độ nhẹ nhàng nè, chế độ tốc độ nè và chế độ mạnh mẽ. Bình thường thì hay sử dụng cái chế độ nhẹ nhàng vì cái máy này khi mà xài thì nó sẽ hơi giật nhẹ. Bên hông này thì sẽ là mức
cảm biến da. Còn đầu này sẽ là đèn cảm biến tông da nè, cửa sổ điều trị và cảm biến tiếp xúc da. Mọi người sẽ phải đặt thẳng góc 90 độ vào da thì bên hông sẽ hiện lên cái mức năng lượng màu trắng thì sẽ có thể bấm được. Còn nếu mà mọi người để nghiêng hoặc là chưa sát vào da thì sẽ hiện lên màu đỏ và không bấm được. Em này thì có thể chịt được toàn thân nè, vùng nách, tay chân, bikini rồi rim ép nữa. Mình thấy ở vùng bikini thì hiệu quả sẽ chậm hơn 3-4 tuần lạnh. Ngoài ra thì giống như mình đã chia sẻ ở đằng trên trải nghiệm của mình, thì khi mà xài máy này nó sẽ xuất hiện các tác dụng phụ như là ngứa nè, đỏ nhẹ nè, cảm giác châm chích nhẹ hoặc là lông bọc ngược, đỏ nang lông. Thì mọi người đừng có lo lắng nha, vì sau nhanh nhất là 3-4 ngày hoặc là 7 ngày sau thì các triệu chứng này sẽ quay lại như bình thường, không có vấn đề gì hết. Mọi người có thể bôi thêm gel lô hội như mình đã chỉ nè. Ok, mong là video tuần này của mình sẽ giúp ích cho những ai mà vẫn còn đang loay hoay trong công cuộc tìm kiếm các sản phẩm chịt lông an toàn hiệu quả tại nhà nha. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo, và đừng quên like và subscribe cho kênh của mình nữa nha. Bye bye.